Xin chào anh chị nhé. Hôm nay thì có 6 viên đá các bò tròn giới thiệu cho anh chị. Phá set giới thiệu nhiều rồi thì hôm nay chuyển sang các bò tròn. Và đi với những cái viên đá này thì chúng ta có rất nhiều sản phẩm, đặc biệt là những sản phẩm liên quan đến nhẫn, ví dụ như là Victory kiểu mới này, nhẫn núi lửa này, nhẫn Mỹ này, tất cả chúng ta đều thi công được trên cái sản phẩm các bò tròn này anh chị nhé. Nhẫn họa tiết đá chép vượt long môn này, rồi là nhẫn các cái họa tiết mà hai bên là do sự sáng tạo của anh chị, tuổi của anh chị, hoặc là linh vật, hoặc là logo công ty, hoặc là biểu tượng anh chị yêu thích. Đặc biệt là tôi thấy mấy biểu tượng như Mercedes hoặc là Toyota nó rất đẹp, thì tùy anh chị thôi nhá. Tôi sẽ mở túi ra từng viên một. Đầu tiên là viên xanh dành cho mệnh thủy và mệnh mộc, thì xin phép anh chị tôi lau rồi tôi cầm tay nhé cho tiện. Đây viên sapphire của chúng ta này, viên sapphire xanh 9,75 carat, kích thước là 14,2 x 11,6 x 5,7. Đấy, tôi sẽ đặt trên tay tôi trước. Cầm tay thì nó có cái ưu điểm là nó thoải mái nhưng mà nó dễ bắt mồ hôi anh chị ạ. Màu xanh rất là đẹp, xanh sang trọng đấy. Làm nhẫn nam thì hoàn toàn là phù hợp. Đây dạng mài cắt các bộ trôn này. Trên tay tôi này. Đó. Dành cho mệnh thủy và mệnh mộc. Một dòng đá cao cấp và chất lượng. Rồi đây viên sapphire thứ nhất của chúng ta này. Chúng ta sẽ sang viên thứ hai nhé. Viên thứ hai của chúng ta 4340 sapphire xanh, nhưng mà đây là dòng sapphire đã được xử lý anh chị nhé, 12,2 carat và giá của nó là 3,1 triệu. Kích thước là 12,5 x 7 và x 4. Đấy, có 3,1 triệu thôi. Dòng sapphire xử lý thì giá nó mềm mại thôi. Tức là bản chất nó vẫn là sapphire tự nhiên, nhưng mà thông qua xử lý màu thì giá trị nó lại giảm đi anh chị ạ. Vừa mất công mà giá trị nó lại giảm đi, nhưng mà được cái là màu nó sẽ đẹp hơn. Đấy là cái ưu điểm sau khi xử lý xong. Và cái viên này thì tôi thấy cũng rất là nhiều cái chấm chấm. Tôi sẽ lau lại xem nào, chấm này là cái chấm gì. Đây trên tay tôi này. Này. Đấy, những cái vết ở trên bề mặt và xử lý của nó thành ra là giá của nó còn 3,1 triệu. Rồi, tiếp theo chúng ta đi sang viên màu đỏ. Viên Ruby 1208, khối lượng là 12,7 carat, giá là 19 triệu, 9,5 x 9 và x 4. Đây là viên Ruby của chúng ta. Có hình dáng là oval và cũng tương đối tròn anh chị ạ, ông vua đá quý đây. Đấy, như vậy 12,7 carat và 19 triệu, tức là hơn 1 triệu 1 carat. Viên này lên mô nhẫn núi lửa thì hợp, rất là hợp cách. Núi lửa phun trào đỏ rực. Còn tất nhiên là nó sẽ dành cho anh chị nào mệnh hỏa, mệnh thổ và những ai yêu thích màu đỏ. Những ai yêu thích cái nóng bức của mùa hè. Sự nóng bỏng. Sự đam mê. Sự nhiệt huyết. Phần 2 thì tôi sẽ giới thiệu đến các anh chị các cái mẫu nhẫn cho những cái viên đá này. Rất là nhiều mẫu đẹp. Rất là nhiều ạ. Đây là viên Ruby 6021, khối lượng 5,55 carat, giá là 13 triệu 875 ngàn. Kích thước là 12,5 x 9,5 x 4,5. Nói thực là tôi thích cái viên nhỏ này hơn anh chị ạ. Vì sao ạ? Đây ạ. Thì chúng ta sẽ xem nó. Đấy. Cái chất của nó là chất hơn. Giá nó lại mềm hơn. Mặc dù là khối lượng, kích thước nó có thể thua kém về độ sâu, thua kém về cân nặng, nhưng mà tôi vẫn thích cái viên này hơn. Nó nhỏ nhắn. Nước màu nó đẹp hơn. Chất kính hơn một chút. Chất kính hơn viên kia rất là nhiều. Còn làm nhẫn nam thì một viên kích thước 12,5, thậm chí là 10 chúng ta thoải mái luôn. Chúng ta muốn làm nó to, chúng ta cũng có thể làm nó to ra. Chúng ta muốn làm nó nhỏ thì tất nhiên là nhỏ, thì nhỏ nhất thì là phải ôm quanh viên đá rồi. Thế đấy, nhỏ nhất, to ra dễ hơn anh chị ạ. Nhỏ vào lại hơi khó. Đây viên chúng ta này. Dành cho mệnh hỏa và mệnh thổ. Ông vua đá quý. Người anh em của sapphire. Nhưng có thể nói là đẳng cấp hơn sapphire vì sự hiếm có.
Rồi, bây giờ thì tôi sẽ sang hai viên màu vàng nhé. Đây, viên màu vàng thứ nhất anh chị ạ, viên 6761, khối lượng 5,7 carat, giá 11,4 triệu, kích thước là 16,8 x 8,8 và nhân 4,4. Đây, đây viên chúng ta cũng rất là óng ánh, màu vàng dành cho mệnh thổ và kim. Mặt đáy thì cũng chúng ta quan tâm tới bề mặt thôi, bề mặt viên đá thôi. Đây, chiếc nhẫn này thì làm tôi như viên đá này làm tôi nhớ tới chiếc nhẫn núi lửa, thiết kế thủ công rất là đẹp, rất là sinh động, nham thạch núi lửa phun lên rất là hay. Thì tí tôi sẽ cho anh chị xem lại cái chiếc nhẫn đó. Và chúng ta có hai viên như vậy ở trong clip này. Đây là viên cực kỳ to, màu vàng 6759, khối lượng 15 carat, kích thước giá là 30 triệu, kích thước là 17,7 x 12 và 6,2. Đây là viên đá của chúng ta này. Màu vàng. Tất nhiên dành cho mệnh thổ và kim. Đấy, anh chị nhìn ở dưới, đấy, cái ánh vàng nó phản lên rất là đẹp. Đó. Bình thường nếu viên này mà rất là trong thì giá nó có thể lên tới 8 triệu. Và nó sẽ không mài các bộ tròn nữa. Vàng óng ánh. Và cái kẹp các bộ tròn này hơi khó. Rồi xin mời anh chị sang tiếp phần 2. Một số mẫu nhẫn dành cho những viên các bộ tròn này. Chào anh chị ạ. Vừa rồi thì tôi có giới thiệu cho anh chị báo 6 viên đá các bộ tròn. Phần thứ hai là tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một số mẫu nhẫn rất là đẹp. Đầu tiên anh chị nhìn trên màn hình này, đây là mẫu Victory này, thiết kế mới này. Mẫu này chắc anh chị cũng quá quen thuộc rồi. Giá sản phẩm này là 15.348.000. Có sử dụng kim cương kết hợp với cả monzonite. Cái này cũng rất là hay. 8 viên kim cương. Đây ở hai vị trí này. Còn ở bên đây là những viên monzonite. Tiếp theo là mẫu thứ hai này. Mẫu này chúng ta cũng có thể làm được. Mẫu này thì sử dụng ổ bao là nhẫn Mỹ anh chị nhé. Chữ ở trên đây thì anh chị có thể thoải mái. Mình thích sử dụng chữ gì thì mình khắc chữ đấy lên. Tên tuổi, gia đình, công ty hoặc là địa danh anh chị yêu thích vân vân. Còn hai cái bên má nhẫn thì anh chị có thể khắc những cái biểu tượng mà mình yêu thích. Ở đây là tôi thấy là họa tiết đại bàng. Đại bàng đang tung cánh. Chắc là muốn gửi gắm một thông điệp là muốn bay cao bay xa đấy. Đấy, hai má nhẫn. Đây là mẫu thứ ba này. Mẫu này cũng có thể làm những trên viên đá các bô tròn vừa rồi. Mẫu này thì cũng họa tiết rất là lạ, trông nó đơn giản, nó thanh cảnh, nó thanh lịch. Bốn góc thì lại có bốn viên kim cương tấm tự nhiên anh chị nhé. Mẫu nhẫn này cũng rất là hay, hài hòa, cân đối và rất là đẹp. Viên đá này thì viên đá peridot. Đó. Đây là bên má nhẫn này. Sử dụng những cái hình, theo tôi đây là những cái số 7. Những cái số 7 được thiết kế lạ đi một chút. Tiếp theo là một mẫu đây. Mẫu này là cá chép vượt long môn, tức là cá chép hóa rồng. Bốn con cá đang trầu vào cái viên đá ruby này. Vừa rồi thì tôi cũng giới thiệu đến anh chị hai viên đá ruby. Chúng ta có thể làm viên đá này có thể là hình tròn được mà các bô trôn cũng được. Chúng ta vẫn làm được cái mẫu này. Đây, cá sau khi hóa rồng thì vảy biến thành vảy rồng này. Mắt, mũi, mồm, miệng đều thay đổi hết. Và chúng ta có thể thay đổi linh vật ở hai bên mã nhẫn là hai chú rồng. Hai chú rồng, chắc chắn rồi, không phải cô rồng nữa. Đây, rồng đây. Rồng đang bay lên. Trông rất là vàng, rất là sáng luôn. Chất liệu vàng ở đây là 10K417 mà đã sáng như này rồi anh chị ạ. Mẫu nhẫn này nếu mà làm trên 18K thì khối lượng vàng sẽ tăng lên cũng khá lớn đấy. Nhưng mà tiền nào của đấy anh chị ạ. 10K thì nó sẽ tối hơn 14 và tối hơn 18. Một mẫu nhẫn tiếp theo, mẫu này thì nó lại mẫu này là họa tiết vương miện đá quý, chất liệu cũng là đá ruby này, ruby tự nhiên. Cái này vàng 18K. Mẫu nhẫn này thì có khoảng 3 chỉ, 2,9 chỉ.
vì nó làm thủng ở đây, thành ra là khối lượng vàng nó tiết giảm đi nhiều. Đây là phần bề mặt này, một tầng này, hai tầng này, tầng có ba tầng, bề mặt gồm ba tầng. Ở hai bên má nhẫn là hình vương miện. Thôi chúng ta sẽ thỏa sức sáng tạo ở hai bên má nhẫn anh chị nha. Còn đây là mẫu nhẫn thứ tư này, họa tiết khỉ và hoa sen. Đây là chú khỉ này, đây là khỉ và đây là trái đào, khỉ hái đào đấy. À, nằm trong một cái lá bồ đề anh chị ạ, rất là nhiều ý nghĩa. Khỉ, Che chở khỉ nằm trong lá bồ đề tức là có Phật che chở đấy, ý nghĩa là như vậy. À, bên bên trên mặt thì có các hình ngôi sao một biểu tượng của đất nước Việt Nam. Thực ra cũng nhiều đất nước có ngôi sao chứ không riêng gì Việt Nam. Đây sử dụng ổ bao rất là chắc chắn. Đây là họa tiết hoa sen này, một thời đã được làm quốc hoa của Việt Nam ấy. Hoa sen rất là đẹp. Còn đây là tên anh này, những anh chị thích khắc gì ở dưới đây chúng tôi đều khắc được hết nhé. Tiếp theo chúng ta chuyển sang mẫu nhẫn này. Mẫu nhẫn này là Victory nhưng mà lại có là Victory nhẫn bản mệnh. Anh này là anh sinh năm 1996 và anh đấy có thiết kế là một bên là hình con chuột luôn đang cầm đồng tiền. Mẫu nhẫn này thì đây, đây là mẫu nhẫn sử dụng đá tấm thường anh chị nhé. Chúng ta có thể sử dụng kim cương, đá tấm màu vân vân. Đây là số 96 luôn, rất là rõ ràng. Đây là một góc toàn cảnh của chiếc nhẫn này. Đây cũng là một chiếc nhẫn đá ruby sao. Chất liệu vàng 18K750. Mẫu nhẫn này cũng rất là thanh lịch. Đây còn đây là mẫu nhẫn về núi lửa. Mẫu nhẫn này thì là chạm làm thủ công anh chị ạ. Tạo sáp xong bắt đầu đúc. Quá trình tạo sáp là quá trình nói chung là mất rất là nhiều thời gian và cần đôi bàn tay rất là phải là khéo léo. Nhẫn vàng, đá sapphire vàng dành cho cái nhẫn núi lửa rất là hợp màu. Đây cũng là một mẫu nhẫn núi lửa nhưng mà đá là đá ngọc lục bảo, rất là hay, nhiệt huyết, núi lửa phun trào. Còn đây, đây là một sản phẩm mẫu trên đá ruby. Ở đây là có những hình chữ công này, bên ngoài thì có đá tấm bao quanh viên ruby này. Còn đây là hai cái biểu tượng gì đó, hai cái biểu tượng gì đó và có gắn hai viên đá tấm hoặc kim cương hoặc đá tấm thường. Và đây là một sản phẩm mẫu anh chị nhé. Đây là một góc này. Biểu tượng này tôi chưa rõ là biểu tượng gì. Và hai cái mã nhẫn thì anh chị có thể thích làm biểu tượng gì thì làm. Chúng ta sẽ thỏa sức sáng tạo ở trên đó. Đây là mẫu nhẫn này rất là hay. Đây là hình cái mũ này chắc là ông quan à. Ở mặt bên kia tôi nghĩ là Phúc Lộc Thọ à. Đây là hình quan này. Lộc lộc đại diện cho lộc này. Đây, một mẫu nữa cũng rất là hay. Đây mẫu trên tay anh Thái này, gồm 9 viên, vừa là nhẫn cửu tinh nhưng mà đây còn đây là bên viên ruby sao này. Đây là một sản phẩm mẫu. Hai bên là hai con rồng, thiết kế cũng rất là góc cạnh, nhiều đường nét. Rất là nam tính. Ngoài ra thì tôi có sưu tầm một số sản phẩm mẫu nhẫn khác thì mời anh chị cùng xem luôn. Đấy, mẫu nhẫn cũng rất là hay, nó thanh lịch, nó đơn giản thôi, nhiều đường nét. Ở bên đây là hình một cái tam giác nhưng mà được cách điệu rồi. Đây cũng là đá các bộ tròn mà thành. Đây cũng là một cái biểu tượng. À, đây là biểu tượng mỏ neo anh chị ạ. Nhẫn mỏ neo, mỏ neo trên đá xanh này thường thường là ngọc lục bảo. Đây hình như là mẫu nhẫn đầu, chúng ta có thể làm nhiều chất liệu bạc vàng
vàng hồng, vàng trắng, vàng vàng, vàng 10, 14, 18, 24. Rồi, vừa rồi là một số mẫu nhẫn dành cho 6 viên đá vừa rồi. Thì cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại anh chị trong các video tiếp theo nhé.